Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em học sinh hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1. Chúng ta sẽ thực hiện bài kể chuyện, câu chuyện tình bạn tuần 16, bộ sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Trong bài kể chuyện ngày hôm nay thì nhiệm vụ của các con là chúng ta sẽ quan sát 4 bức tranh trong sách giáo khoa. Sau đó các con chúng ta sẽ kể lại câu chuyện tình bạn dựa vào nội dung của 4 bức tranh. Vậy để các con kể được câu chuyện thì các con sẽ phải tìm hiểu nội dung của từng bức tranh một. Các con sẽ cùng cô chúng ta tìm hiểu nội dung của từng bức tranh trong bài ngày hôm nay nhé. Bức tranh số 1. Các con hãy quan sát tranh và trả lời cho cô câu hỏi. Rùa bị làm sao? Quan sát vào tranh, các con thấy rùa đang bị ngã lật người lên, bốn chân giơ lên trời và gương mặt của rùa thì rất là sợ hãi. Như vậy thì trong bức tranh số 1 này cho ta thấy là rùa đang bị ngã ngửa, không tự mình lật lại được. Bức tranh số 2, các con hãy quan sát và trả lời cho cô câu hỏi. Mèo đã làm gì giúp rùa? Quan sát vào trong bức tranh, các con thấy mèo đang thì giúp rùa lật rùa trở lại. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta cùng tìm hiểu bức tranh số 3 nhé. Các con quan sát tranh số 3 và trả lời cho cô câu hỏi. Chuyện gì xảy ra với mèo? Quan sát vào trong bức tranh, chúng ta thấy mèo đang bị chới với dưới dòng nước. Khuôn mặt của mèo thì cũng rất là sợ hãi. Hai tay đang giơ lên và đang thì cầu cứu, giúp đỡ. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta cùng tìm hiểu tranh số 4. Các con quan sát bức tranh số 4 và trả lời câu hỏi. Rùa đã làm gì giúp mèo? Quan sát vào trong tranh, các con thấy được hình ảnh chú rùa đang cõng mèo ở trên lưng. Điều này cho thấy được là rùa đã cứu mèo và đưa mèo vào bờ. Các con vừa được cô hướng dẫn tìm hiểu nội dung của 4 bức tranh trong câu chuyện tình bạn. Sau đây, các con sẽ cùng cô, chúng ta sẽ kể lại câu chuyện tình bạn. Các con sẽ liên kết nội dung của 4 bức tranh. Sau đó chúng ta sẽ kể thành một câu chuyện khoảng 5 đến 10 câu. Sau đây, cô giáo sẽ kể cho các con nghe câu chuyện tình bạn. Các con lắng nghe và tham khảo câu chuyện của cô nhé. Một hôm, rùa đang dạo chơi ở trên bờ, bỗng nhiên bị trượt chân và ngã ngửa ra, không thể lật lại được. Mèo thấy vậy, chạy tới giúp rùa lật mình trở lại. Có một lần, mèo đang mải miết đuổi chuột ở trên cây. Bỗng dưng, mèo trượt chân và rơi tõm xuống sông. Mèo sợ hãi, kêu cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Rùa ở gần đó liền bơi lại và cõng mèo trở vào bờ. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện tình bạn. Câu chuyện cũng rất là ngắn gọn, đúng không các con? Các con có thể kể câu chuyện dựa vào cái lời kể của mình. Các con có thể thêm từ, bớt từ để cho câu chuyện trở nên hay hơn, sinh động hơn. Các con có thể thêm các cái từ ngữ theo ý hiểu của mình để kể câu chuyện nó hấp dẫn hơn, dài hơn. Sau đây thì cô sẽ kể lại câu chuyện tình bạn.
và thêm một số cái từ ngữ nữa để cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn nhé. Mời các con lắng nghe câu chuyện của cô. Một hôm, rùa đang dạo chơi trên bờ sông. Bỗng rùa trượt chân và ngã ngửa ra, không thể nào lật lại được. Mèo liền chạy tới giúp rùa lật mình trở lại. Từ đó, mèo và rùa trở thành đôi bạn. Có lần, mèo đang thì mải miết đuổi chuột ở trên cây. Bỗng dưng mèo trượt chân và rơi tõm xuống sông. Mèo vốn không biết bơi cho nên rất là hoảng hốt, kêu là inh ỏi: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Từ xa rùa nghe thấy, vội vàng bơi tới và cõng mèo trên lưng, đưa mèo trở về bờ. Mèo và rùa gặp nhau rất là vui mừng. Rùa còn dẫn mèo đi dạo quanh ở bờ sông. Hai người họ trở nên thân thiết và quý mến nhau nhiều hơn. Cô vừa kể câu chuyện tình bạn cho các con nghe. Các con hãy dựa vào nội dung của các bức tranh, dựa vào cái nội dung kể chuyện của cô để các con có thể kể câu chuyện một cách tự tin nhất và hay nhất nhé. Qua phần chúng ta vừa tìm hiểu về câu chuyện tình bạn, thì các con thấy là tình bạn giữa mèo và rùa như thế nào? Chúng ta thấy được là tình bạn giữa rùa và mèo rất là cảm động, đúng không các con? Mèo thì gặp rùa và giúp đỡ rùa những lúc rùa gặp hoạn nạn. Bên cạnh đó thì khi mèo gặp tai nạn thì rùa lại cũng giúp đỡ. Như vậy, mèo và rùa là đôi bạn rất là yêu thương nhau, biết giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn hoạn nạn đấy. Các con hãy học tập ở đôi bạn mèo và rùa nhé. Chúng ta phải biết giúp đỡ các bạn của mình những lúc khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống nhé. Và cuối cùng, cô mong rằng các con chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập của mình, kể câu chuyện thật là hay, thật là tự tin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo.